Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách đổi file excel sang file pdf Giả sử như ở đây Tôi có một file excel Bây giờ tôi sẽ mở cái file này lên Rồi Bây giờ tôi muốn là Đổi cái file excel này sang file pdf Thì tôi sẽ có hai cách sau đây Giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ vào tab file này Sau đó ở đây Các bạn chúng ta sẽ chọn dòng là Cf Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào browser Thì lúc này á Một hộp thoại xe Nó sẽ xuất hiện Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí Mà các bạn muốn lưu file Ở đây á tôi muốn lưu file ở màn hình desktop Thì tôi sẽ chọn vào desktop Tiếp theo file name Tôi sẽ đặt tên cho file pdf Giả sử như đây tôi sẽ đặt tên là File bài tập 1 rồi ở dòng là sẽ thay tức là đuôi của file á ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên chỉ xuống sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn đuôi là PDF tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào sai thì lúc này á nó sẽ chuyển đổi từ file Excel sang file PDF sau khi chuyển đổi xong á nó sẽ tự động mở lên luôn đó đây là file PDF mà tôi vừa chuyển từ file Excel qua rồi bây giờ tôi sẽ đóng file PDF lại sau đó tôi sẽ ra màn hình để tôi kiểm tra đây chính là file PDF mà tôi vừa chuyển qua từ file Excel. Đó là cách đầu tiên. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ vào tab File này. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ chọn dòng là Export. Sau đó đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Create PDF. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà chúng ta muốn lưu file. Ở đây á, tôi cũng muốn là lưu file em hình cấp Thì tôi sẽ chọn được cấp này Ở file name tôi sẽ đặt tên cho file pdf là File bài tập 2 chẳng hạn Rồi, ở dòng là set file Nó đã chọn sẵn cho tôi là đuôi pdf rồi Bây giờ tôi chỉ cần là bấm vào click mà thôi Thì lúc này á, nó sẽ chuyển đổi từ file excel sang file pdf Sau khi chuyển xong á, nó sẽ tự mở lên luôn đó, đây chính là file mà tôi vừa chuyển từ file Excel qua này tôi mở lên cho các bạn xem đó, rất là nhanh chóng đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là đổi file Excel sang file PDF nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn mọi người theo dõi